Đầu tiên số 1 là chúng ta phải biết chờ đợi thời điểm bùng nổ của thằng làm bóng. Nào, điều đầu tiên là comment chờ đợi thời điểm bùng nổ của thằng làm bóng. Nghĩa là chờ đợi thời điểm của Mr. Thị Trường nó sẽ làm bóng cho chúng ta. Nhiệm vụ đầu tiên là mày phải chờ đợi. Đúng chưa nào? Đấy, nhiệm vụ đầu tiên là phải chờ đợi nha. Nào, comment đi. Mày quan sát cái gì? Bây giờ tôi không cần quan sát, vấn đề cứ từ từ. Tôi phải ngồi chờ đợi, đúng không ạ? Tìm điểm, đúng không ạ? Tìm điểm, đúng không ạ? Phá vỡ, đúng không ạ? Tìm điểm phá vỡ, đúng chưa nào? Đầu tiên phải biết chờ đợi nó đã chứ, phải tìm điểm phá vỡ của, đúng không ạ? Bởi vì thằng làm bóng tốt nhất thì đều bị khóa bởi hậu vệ nhá. Nó sẽ tấn công vào ở trung lộ. Ví dụ Luka Modric ấy, để nó tỉa được bóng ấy, nó cực kỳ phải thông minh. Bởi vì một trận nó chỉ tỉa được 5 phát thôi. Bây giờ chúng ta mới nhớ nhá. Trong một trận đấu 90 phút chỉ có 5 lần nó tỉa bóng, nó tắc bóng thành công thôi. Còn đâu những tỉa khác đều bị thằng khác nó chặn hết. Nha, hậu vệ nó sẽ chặn. Thằng tiền vệ đối phương nó cũng sẽ chặn. Cho nên trong một thời điểm ấy, bóng đá nó như trading, như cuộc đời. Cuộc đời này một ngày nó chỉ có khoảng 5 lần tỉa bóng thôi. Nhớ nào, đánh số 5 đi, 5 hoặc 6 lần tỉa bóng thôi. Thằng nào mà đánh quá 5-6 lần là ăn cứt ấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ có 5 lần tỉa bóng. Luka Modric nó thống kê, nó tắc bóng khoảng độ 17 lần trong một hiệp đấu. Nhưng mà chỉ có 5 lần đến chân của Gareth Bale hoặc là Casemiro, của Gareth Bale hoặc là của Ronaldo. Nhưng về sau này Casemiro đá ở Real Madrid, nó rơi vào khoảng độ 18 lần tỉa bóng và không bị bọn hậu vệ đối phương, nó chỉ được khoảng độ 6 lần hơn Luka Modric nhá, hơn một xíu nhá. Cho nên nếu thằng nào vượt quá đấy là bóng đá không phải hiểu được, đầu tiên phải chờ đợi cái điểm thời điểm bùng nổ của thằng tiền vệ nó làm bóng. Vậy Mr. Thị Trường nó làm bóng của chúng ta không phải chờ, hiểu chưa? Đúng rồi, thế thôi, 5 đến 6 lần một ngày thôi, đúng không? Ok nào. Rồi, đúng rồi. Úi dồi ôi, các trò giàu sắp giàu đến nơi rồi, Úi dồi ôi, giỏi quá. Đúng rồi, chờ đợi thời điểm, đúng không? Bởi vì cái thằng xuất sắc nhất thế giới nó mới tỉa đi, mẹ có được bao nhiêu? Được có 6 lần, nó tỉa 12 lần đều bị chặn hết nhá. Luka Modric ấy, sau này Casemiro đá Real Madrid ấy, tại tiền vệ kinh điển luôn, nhưng mà cũng chỉ là 5 đến 6 lần chính xác đấy. Bởi vì nó tắc bóng phát là Ronaldo chạy qua phát là ghi bàn thôi. Vậy thì Mr. Thị Trường này nó cũng như vậy. Cả nhà có hiểu không nào? Ấn số 9 để hiểu và ấn số 0 là để phản đối tôi nào, để bốc phét nào. Nào, ấn số 9 này. Đầu tiên các ông phải trả lời, tôi bảo chuyển 30 U đây này, đây là trong đây 30 USDT vừa mới kiếm được từ cái việc trading như này, đúng không? Nào. Có phản đối ấn số 0 để kích ra nào. À, cuộc đời bóng đá nó là như vậy đấy. À. Ờ, anh đang live stream tình yêu ơi, anh đang live stream vẫn chưa ngủ em ạ. À nhầm em này không, đó, ok, xong chưa? Nào, ok, rồi. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta mới biết được muốn thị trường làm bóng, đầu tiên chúng ta phải chờ đợi. Chờ đợi cái thời điểm bùng nổ, bởi vì những thời điểm ảo. Rồi tiếp theo này, dập tắt tất cả những thời điểm không bùng nổ của nến nhỏ. Tức là thị trường nó làm bóng cho ta, chúng ta chỉ việc lắc rái lắc hông để ghi bàn. Xin lỗi chị em, bởi vì sao? Bởi vì đây là môn bóng đá, chị em ít đá thì lắc hông thôi, hoặc lắc ngực. Còn chúng tôi là phải lắc hông, lắc rái để mà đá vào cái trận này, đúng không? Còn chị em là chắc chắn là lắc ngực rồi. Vấn đề ở đây là gì ạ? Chị em cũng phải được cái thằng làm bóng, được cái cô bé tiền vệ ở giữa nó làm bóng, chị em mới có thể ghi bàn được. Anh em ấn số 9 để hiểu và ấn số 0 để phản đối. Nào, comment đi. Đúng rồi, Đức Mạnh chuẩn đấy. Thuận theo dòng nước là điểm phá vỡ, mình bám theo dòng nước là tỉa. Tao không hiểu đang dòng nước gì nhỉ? Tôi thấy bóng đá nó có dòng nước nào đâu. Cái ông này ông phải đúp rồi. Tôi cả lớp có đồng ý cái ông gì ạ? Mặt cười ông bảo đang thuận dòng nước thì tôi đang cái dòng suy nghĩ nó đang bóng đá, đang Casemiro, đang Gareth Bale, mày cho tôi nước non vào đây là chết tôi rồi. Đúng không ạ? Và lớp phải cho cái ông này ra ngoài thôi nhỉ, kích ông này ra ngoài xuống rồi nhỉ. À, thôi nó xin rồi thì thôi. Vấn đề em đừng lo, nếu mà anh có cho em ra, em lấy nick của vợ em vẫn có thể vào được ông già. Thứ hai nữa, em vẫn xem được ở trong nhóm.vn và ở ông già đầu tư .site và .click, anh vẫn nghe được chuyện Đào và Toàn, ông chỉ không được tương tác với tôi mà thôi. Nhưng vấn đề ở đây là gì ạ? Em phải hiểu được là những dòng suy nghĩ yêu thương đắm đuối nó phải được liền mạch, đúng không ạ? Và khi được thị trường làm bóng em bắt đầu mới ghi bàn. Còn đâu ạ?
các bạn biết là lỗi ở đây là lỗi tại nhà sản xuất, lỗi ở cái não mình nó loát, là bởi vì là cái quả đéo nào ông cũng muốn chạy hùng hục vào ghi bàn, bởi vì ông nghĩ rằng là Casemiro và Luka Modric làm bóng suốt ngày thì mẹ nó cứ truyền là ghi bàn, đéo vài thế, tức là thị trường luôn mong muốn truyền bóng cho ta nhưng ta đéo thể ghi bàn được. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của vấn đề là mày có thể làm bóng cho tao 100 lần nhưng mà chỉ có 5 lần là mày đúng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì những lần đấy mày đều bị hậu vệ chặn hết, mày đều bị gì á, thằng tiền vệ khác chặn hết. Cả nhà có hiểu không nào? Cho nên tất cả những thằng thua ấy cứ mở mắt ra là oánh. Đào vẫn đưa cho Toàn 40.000 đô hàng tháng hàng năm để trading. Nhưng Toàn thì luôn luôn cháy, bởi vì Toàn nghĩ rằng là những lần thị trường nó làm bóng cho Toàn đều bị sai, đúng không? Nghĩa là Toàn đều muốn ghi bàn cả, đều muốn chốt. Mà Toàn không bao giờ nghĩ được rằng là gì ạ? Thực ra Luka Modric một trận đấu 90 phút nó chỉ có 12 lần tắc, nhưng mà chỉ có 5 lần đúng thôi, cho nên chúng ta cố gắng tìm được 5 điểm. Cả nhà hiểu không? Ấn số 6 để hiểu, và ấn số 0 để phản đối đi nào. Không, não bán là sân gỗ. Khi mà em đã biết đợi chờ, yêu thương lan tỏa, đã là học trò của ông già rồi, chân đéo thể gỗ được. Đã giã là ông phải giã. Tất nhiên là sẽ có lúc ông bắn một phát là lên trời luôn. Tôi biết cái khoảng cách đấy, nhưng vì lúc đấy là có thể mình phải tung sút lên trời, bởi vì lúc đấy mình quá hưng phấn. Đúng, cái đấy là em ghi nhận. Nhưng mình không phải là chân gỗ, bởi vì lúc đấy mình quá chuyên nghiệp rồi. Khi mà Luka Modric, bởi vì chính nó quyết định được cái bàn thắng chứ không phải là mình nha. Cho nên em có chân gỗ, tức là đi qua ngã mẹ vào bóng và nó vào lưới. Có rất nhiều lần Ronaldo như thế em ạ. Đấy, thế thì chúng ta phải hiểu được cái việc làm bóng đấy, nó quyết định được bàn thắng mẹ nó rồi. Chúng ta chỉ việc chờ đợi nó, chứ không phải là em đừng có nghĩ nhá, nó làm bóng cho em nhá, mà nó làm ấy có khi em còn nói là mẹ truyền như cặc ấy, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì lúc đấy là thằng làm bóng nó truyền quá khó, nó truyền sửa lưng. Nhưng thực ra khi cái bàn thắng đấy đã được quyết định bởi ông trời thì nó đã truyền cho em chuẩn rồi. Lúc đấy là em có đánh võng hay là em có mẹ mày đi giặt dẹo hay chân em gỗ thì em cũng vào. Những quả không vào là thực ra bản chất là đã không truyền đúng rồi, cho nên là nó mới bắn chim. Cho nên em an tâm nhá, cho nên là anh không khách kích em phát này đâu. Câu hỏi của em rất thông minh. Em ra Đà Nẵng làm cái gì? Lão bản, ông lão bản hiểu chưa nào? Nào, có hiểu à, cái hiểu cái cuộc chơi là mà đã học cho ông già là phải chuẩn nhá, đúng không? Tất cả những cái không có nghe bốc bất kỳ nào cả, bởi vì ông già nói với em là ông già đã trải qua và không nghe bất kỳ một thằng nào cả, không gọi là đẽo cày giữa đường, phải tập trung vào những cái mối quan hệ tư duy, nó phải liền mạch. Khi các em học cái này sau 3 năm ấy, không một thằng nào nghèo cả, là đấy là điều cam kết. Điều số 2 đó là giải thích được tất cả các sự vật hiện tượng, từ lô đề, cờ bạc, đi điếm, tất tần tật, dân túy, rồi tất cả mọi cái. Tôi muốn nói với các em lớp của mình là phải đẳng cấp như vậy. Tôi nói với các em như vậy, bởi vì tôi học từ ông Tokuda, ông gì à, Nakata, đúng không ạ, Miyachi. Tôi đã học được từ những tay trùm khét tiếng, đúng không ạ. Ở Nhật Bản nó đứng thứ 5 về độ giàu có, nó đánh sập thị trường chứng khoán, đúng không ạ? Và nó đưa cho tôi những cái tư tưởng, tư duy nó khủng khiếp như thế nào mà tôi mãi mới ngộ được, mà các em gặp được. Cho nên 100 người này bắt buộc là phải thông suốt. Và sau này giàu có, nhớ gặp tôi, cho tôi gì ạ? Chén nước. À, ok, em hiểu rồi ông già, là nghĩa là gì ạ? À, cái vấn đề cái bàn thắng ấy mà Luka Modric truyền cho thì nó đã là bàn thắng rồi, kể cả em chân gỗ hay là đi